Hello anh em, lại là mình đây, Cường Kaler của anh em đây. Thì hôm nay Gana có sự kiện xe cập nhật UB 34 để mà nhận được nhân vật Homer này anh em. Homer hay Homer, kệ nó, tiếng Anh khá là kém. Homer anh em, có lẽ là như vậy ha. Thì đây, khi mà xe cập nhật thì anh em mình nhận được 50 điểm mỗi khi mà có người khác nhấn vào. Thì đăng nhập mỗi ngày anh em nhận được 100 điểm. Thì từ đây tới ngày 28 thì hôm nay mới có 22 thôi. Anh em sẽ nhận được 800. Khi mà anh em nhấn được vào link nữa thì chắc chắn sẽ đủ thôi nha anh em. Thì nếu mà anh em không cày cuốc mấy cái này á thì anh em có thể tới ngày đó anh em mua luôn cũng được, tại vì nó đã chấp nhận miễn phí rồi thì anh em chắc chắn sẽ nhận được thôi. Giá nó cũng có thể là nạp kim cương nhận của ông Trần đó anh em. Thì ok, thì anh em bấm vào xe nè. Xe xong anh em số điện thoại các thứ vào. Thì thôi, mình sẽ không xe đâu. Ở đây lát mình sẽ xe sau. Còn cái link mời nè thì mình sẽ để ở đây. Mình để ở dưới video, anh em có thể bấm vào giúp đỡ mình. Còn xe thì lát mình sẽ cập nhật sau, tại vì Facebook các thứ anh em. Thì anh em có thể để cái phần link sao chép của anh em vào đây để mình bấm vào giúp đỡ lẫn nhau nha anh em. Thì con nhân vật này cũng khá là ngon nè, nhìn anh em nhìn ngoại hình có thể thấy nè, bộ đồ nhìn có lẽ dễ xịn, nhưng có lẽ cái bộ này thì phải mua thôi. Hai cái kim cương thôi anh em. Bộ đồ này nhân vật thì có thể miễn phí nhưng bộ đồ thì hơi chát chí. Kỹ năng con này nghe có vẻ cũng khá là thú vị nè, anh em có thể phóng theo một kẻ dragon gần kẻ địch, tạo ra một vụ nổ làm giảm tốc độ di chuyển, tốc độ bắn và cái sát thương, nghe có vẻ kinh đó nha anh em, ngon lành cành đào đó. Nhìn ngoại hình cũng ngon lành. Thì OB 34 cũng sắp ra mắt rồi, sẽ có khá là nhiều thứ thú vị cho anh em mình. Thì mình sẽ chia sẻ với từ từ với anh em sau. Thì từ độ nhảy các thứ thì mình sẽ làm hết cho anh em ở cái video tiếp theo. Ok, thì mình chuyển sang live bên Voya rồi nha anh em. Anh em có thể thấy ID trên màn hình. Anh em nhớ ghé theo dõi để mà xem mình like, giao lưu với mình các thứ nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn em đã với em hết video. Nếu thấy hay nhớ cho mình xin một like trên đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Bấm luôn chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn em. Hẹn em ở video tiếp theo. Bye bye.